trong ánh bình minh của một ngày mới, những tia nắng ấm áp đầu tiên vội vàng tìm đến và hội ngộ cùng các cơn sóng nhỏ. Bỗng chốc, ngã ba sông Châu Đốc trở nên lung linh lấp lánh như một bức tranh thủy mặc. Bình minh nơi đây thật là tuyệt vời phải không quý vị và các bạn? Và nếu như chúng ta dành một ngày để khám phá khu ngã ba sông này thì chắc chắn rằng sẽ rất là nhiều điều thú vị khác đang chờ chúng ta. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhé. Không ai nhớ nổi dòng sông này có từ bao giờ. Nhưng nói về lợi ích mà dòng sông mang lại thì hầu hết những bà con sống quanh khu vực này đều không sao kể xiết. Cũng nhờ có dòng sông này mà chợ nổi Châu Đốc được hình thành, từ đó tạo nên được nét văn hóa sông nước đậm đà, nên thơ, được nhiều du khách yêu thích. Và cũng nhờ dòng sông này mà có biết bao gia đình sống bằng nghề thương hồ, chèo đò dọc ngang, có thêm thu nhập mỗi ngày, ổn định cuộc sống. Chèo đò ở đây là mấy chục năm nay rồi. Cũng như là mua sắm ở đây toàn bộ là cái chỗ này, cái dòng sông của mình. Mua sắm ăn nuôi cái bản thân rồi nuôi con cháu của mình luôn. Tôi cũng là nắm cái đò này là cũng trên 30 năm rồi. Cái dòng sông này là tôi cũng yêu bến, là tôi cũng nhờ cái dòng sông này là tôi mới chạy đò được. Đi ngược con nước theo hướng đông bắc của ngã ba sông, chúng ta sẽ được tham quan làng bè Châu Đốc, nơi được mệnh danh là nhà nổi của đồng bằng sông Cửu Long. Nếu tính dấu mốc từ Châu Đốc, làng bè dài đến vài cây số về hướng Châu Phú và dài hàng chục cây số chạy ngược về hướng thị xã Tân Châu. Nhờ những nóc nhà nổi độc đáo này mà làng bè luôn được du khách tìm đến tham quan cũng như trải nghiệm nghề nuôi cá bè trên sông Hậu. Xin chào, tôi tên là Steven. Tôi đến từ Mỹ. Tôi đang tham quan làng bè nổi Châu Đốc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy những thứ như vậy mà trước đây tôi chưa từng thấy. Và tôi cảm nhận thật thú vị khi thấy những con cá lớn lên từ những con cá nhỏ xíu. Tôi rất thích ăn cá. Tôi cũng mong mỏi việc kinh doanh này tiếp tục thành công cho người dân nơi đây. Tôi hy vọng rằng nơi đây sẽ tiếp tục phát triển để cung cấp những con cá ngon, sạch cho người Việt Nam. Sau khi rời khỏi làng bè, chúng tôi cho xuồng rẽ vào nhà chị Rô Má thuộc xóm Chăm, xã Đa Phước, huyện An Phú để tìm hiểu về các mặt hàng, sản phẩm mỹ nghệ làm bằng thủ công như nón, khăn ma ôm, xà rông đến các mặt hàng trang sức tinh xảo của đồng bào dân tộc Chăm. Theo chị Rô Má, mỗi ngày chị đón khoảng vài đoàn khách tham quan, cả khách Việt Nam và khách nước ngoài. Đây được xem là dấu hiệu phấn khởi cho bà con đồng bào dân tộc. Ngoài được kinh doanh, kiếm thêm thu nhập, còn được gìn giữ và làm lan tỏa nét văn hóa tinh hoa của người Chăm An Giang. Nó được làm từ nguyên liệu thiên nhiên. Màu sắc của chúng rất là bắt mắt. Và tôi có mua rất nhiều sản phẩm ở đây. Món ăn tung lò mò của người Chăm cũng được xem là một sản phẩm du lịch độc đáo ở ngã ba sông Châu Đốc này. Rời xóm Chăm Châu Giang, chúng tôi bịnh rịnh lưu luyến về món ngon và hương vị độc đáo tung lò mò. Lúc này trong ánh hoàng hôn nhạt nắng, men theo lối về cũ, chúng tôi cũng kịp chụp thêm những bức ảnh tuyệt đẹp cuối cùng của một ngày trên ngã ba sông đầy thơ mộng.